giận hơn chi em nét mi đượm buồn. Ngày mình bên nhau ái ân tràn đầy, thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc xuyên bè ban. Tình cha ấm áp như vần thái dương, ngọt ngào như sông suối chảy đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi đau đớn lòng nhìn hương lần cuối. Hương đây rồi mà em nào ấy xót xa lòng, xót xa lòng anh. Trả lại em yêu chỉ hết khát ngày nào, ngày mình bên nhau ai ân tràn đầy. Thôi nghỉ đi, mệt quá rồi, đi nãy giờ mệt muốn chết rồi. Hơi liên khúc mà không đau lòng nữa sao em? Anh gan quá. Nãy giờ 60 bài anh trộn vô anh hát rồi đó anh. Tôi nổi da gà hết trơn là anh. Sao em... anh lì quá, tôi chưa thấy người nào mà anh lì như anh hết trơn á. Anh vừa phải thôi nha. Anh nghĩ sao vậy? Anh kêu tôi ba anh ha, xong rồi lát nữa anh kêu tôi này nọ, anh kêu tôi trả đồ trả đạt cho anh, cho tôi khổ lắm rồi. Anh á, anh lì nó cũng phải có vừa vừa, sức người chịu đựng có hạn nha. 5-6 cây số rồi anh đi theo tôi vậy hả? Bây giờ màn nhĩ của tôi nó loài ra ngoài rồi anh thấy không? Một là anh biến khỏi trước mắt tôi, còn hai là anh sẽ tiêu đời anh. Không, xéo, anh không đi đâu hết. Anh đã quyết trong lòng rồi, anh sẽ bám em tới cùng. Em đi nơi đâu, em đi nơi đâu thì anh ở đó. Thôi, không có ca nữa. Sao xong lì vậy, xong ca hoài vậy trời. Ông vô phòng karaoke ngồi ông chổng con ca giùm tôi mấy tiếng hồ đi. Anh muốn theo em à? Lì như trâu vậy à. Trời ơi nặng lắm nghe. Nói gì ông làm gì ông cứ chia tay, nói lời lẻo đẻo đẻo cho tôi hoài vậy. Ông ơi, cái mặt ông nó giống như thằng khùng vậy đó. Mà ông nó ngu ngu y như là cái thằng bờm mà trong chuyện dân gian vậy đó. Đó em cứ cho anh là cái gì cũng được hả? Nhưng anh chỉ xin em một điều, đừng bao giờ nói lời chia tay với anh. Hương ơi, Hương ơi, xin em đừng vội bỏ ra đi khi con Thu nó mới vừa 2 tuổi. Con Thu nào? Hả? Con Thu là cái con gì? Là con em chứ con nào mà hỏi. Trời ơi trời, anh đừng có khùng nghe. Không tôi chưa quá. Tôi chưa có lấy chồng làm sao có con. Anh muốn bòi nhỏ tanh danh tôi hả? Anh xin lỗi em. Anh hát bậy rồi. Đúng ra là anh phải hát Chuyện Tình Lan Dành Điệp, mà anh hát lộn tuồng Tướng Cướp Bạch Hai Đường. Trời ơi anh ơi, tôi lại anh ơi. Anh làm ơn đi, anh đi theo tôi rồi anh nói gì. Tôi chưa có quen anh bao giờ hết mà anh kêu đừng chia tay anh là sao. Con đừng có hát gì đó, đừng có Tướng Cướp Bạch Hai Đường, mà cũng đừng có Chuyện Tình Lan Dành Điệp vậy đó. Đầu tiên em chỉ nghĩ là anh hơi khùng khùng tẩn tẩn thôi. Bây giờ em mới xác định được rồi. Xác định sao em? Anh bị điên. Anh ơi, ở giữa đường á, mà anh cứ tưởng là anh ở trong phòng karaoke không à. Mà chuyện tình của mình á, hết rồi. Mà em cũng không có quen với anh nữa, tự động anh dựng chuyện vậy thôi à. Em bye bye anh, em vĩnh biệt anh. Em lại anh, đừng đi theo em nữa nghe chưa. Đừng lại, em không được đi đâu hết. Nói chồng biết nha, nãy giờ tôi quê lắm rồi nha. Ông không có cái quyền hàn gì mà ngăn cản tôi hết trơn á, bây giờ anh muốn cái gì? Anh không muốn gì hết, nhưng anh chỉ muốn biết lý do gì mà em đòi chia chân với anh. Trời ơi, trời chia tay. Trời ơi, trời, tôi đi ông điên quá, tôi điên theo ông nè. Bây giờ ông, tôi muốn chia tay với anh là bởi vì? Vì sao? Vì tôi không thích muốn trở thành con cò. Hả? Cái gì? Thành con cò? Con cò gì ở đây? Con cò? Ý em nói tôi không hiểu con cò gì. Trời ơi, con cò mà không biết hả? Con cò mà anh không biết là anh ngu quá rồi. Làm sao biết được? Em nói không hiểu gì hết. Con cò nó có cái cẳng cao cao, có cái cổ cong cong, cổ cao cẳng cong con cò. Giống phim hoạt hình quá. Anh
Anh thấy tôi giống con cò anh vui lắm phải không? Đâu có, đâu có. Nhưng em nói vậy là có ý gì? Em... anh chưa hiểu. Trời ơi, em nói gì mà anh không hiểu hả? Làm sao hiểu? Khổ ghê vậy. Anh đừng có giả cày nữa. Nè, giả cày giả nai giờ này với tôi nói cho anh biết nghe chưa? Tôi ghét anh lắm, tôi thù anh. Tại sao ghét anh? Mà tại sao em thù anh? Nói đi. Bởi vì từ ngày mà tôi quen với anh á, tôi phải thường xuyên ngóng. Tại sao em phải ngóng? Mà em ngóng cái gì? Ngóng anh chứ ngóng cái gì? Tôi nhìn cái mặt anh là tôi biết là anh là chuyên gia thức hứa, thức hẹn. Có bao giờ hẹn mà anh tới đâu? Mà anh hẹn hồi nào kìa? Nhiều lần lắm rồi. Mà gần đây nhất là chiều hôm qua. Hôm qua? Mà anh không có nhớ. Anh hẹn cái gì? Hẹn chiều qua. Xong rồi anh bay tới là em đi. Thật lòng anh không hề có dối gian. Đừng trách anh làm gì, đừng trách anh tội anh. Em. Anh Beo. Em lại anh Beo. Gì? Em nói thiệt á, em nhìn cái mặt anh em thấy thảm lắm à. Anh ơi, anh diễu nhiêu đủ rồi. Cái tuồng này xem chán lắm rồi. Lần nào thất hẹn thì anh cũng diện đủ lý do. Hôm nay thì tại cái bàn ủi nó hư, không ủi được áo để đi chơi. Mặc áo nhăn sợ người ta cười. Lúc thì bị mất chìa khóa xe, lúc thì bị đụng vô cái bà bán bánh tráng, lúc thì con mèo ở nhà nó bị đạp đinh phải đưa vô bệnh viện chích ngừa, sợ con mèo nó bị phong đòn gánh. Mấy cái chuyện đó thì anh xác nhận có thiệt. Thôi mệt quá à. Yêu nhau mà lừa nhói nhau, gạt gẫm nhau, chi yêu chi cho nó mệt thôi nghe. Chia tay đi anh Beo ơi, em đừng, lại Beo. Đừng em, đừng nói câu đó, anh sợ lắm, đừng nói. Buông tôi ra. Đừng đi mà. Buông ra mà. Không, anh không buông, anh phải nắm chặt em. Buông ra. Ê, trời, làm hết hồn em. Sáng giờ đói đã rồi à. Thôi. Lì thì sợ à. Buông ra cho tao đi ăn với nhau lên à. Hả, em đi ăn? Ừ. Đi ăn thì dễ thôi, anh đưa em đi nghe. Ta tôi lại, ông Beo ơi, Beo tôi không có cần. Có anh đưa theo tôi càng tốn hao thêm nữa. Em ơi đừng lo, hôm nay anh lo hết cho em. Vậy? Anh vừa nói vậy? Anh lo hết cho trời em. Ơi, chuyện này chuyện lạ anh ơi, chuyện lạ đó. Anh đi thi chuyện lạ đi, không chừng anh đoạt giải đó anh. Trước giờ á, tôi với anh á hoàn toàn, tôi đi với anh tôi tốn tiền không à. Anh chẳng hề bo ra một đồng xu cắt bạc nào hết trơn, cái trụi á, cái xạo này làm gì sợp vậy? Thì để em bao anh hoài, anh ngại lắm. Hôm nay cho anh bao lại cái đi. Có gì đâu mà đáng ngại, có con tô hủ tiếu Nam Giang mà nhầm nhò gì. Cảm ơn. Tôi biết rồi, tôi biết anh quá rồi. Nói tiếng bao, nhưng đến khi tính tiền thì anh đi toilet như vậy. Anh giả bộ anh đi đâu vậy. Lúc tính tiền xong rồi anh xuất hiện ra, xong mà anh ngơ ngác. Ơ, tính tiền hả? Ơ, tính tiền hả em? À không, anh làm thế hồi nào? Làm người ai làm thế? Làm thế thì sao làm người được phải không? Hả? Anh không làm vậy anh đâu có làm người được phải không? Anh đừng có xạo, đừng có dặn ra mọi lý do để che đậy cái tính bẽn xẻn keo kiệt hả, kẹo kéo của anh. Bánh bao. Dạ dạ, bao nhiêu? Dạ 5.000, chờ chút xíu nghe. Nè thôi đi anh. Anh có tiền lẻ không? Cho em mượn đỡ 5.000 đi, người ta không có tiền lẻ kìa. Có không anh? Có. Bánh bao này sao bán bánh bao mà khi người cũng không nói tiếng nào hết. À nè anh, gửi anh, cảm ơn anh nghe.
Em ăn cái đủ no không em? Không no là chuyện của tôi, tôi không cần anh quan tâm. Nè nghe, chờ đánh tránh bữa ăn nghe. Đang ăn ngon miệng đừng có chọc phá tôi nghe. Tôi xin anh đứng tránh sang một bên để cho tôi vận động cơ hàm nó được tự do coi. Nhìn gì nhìn dữ vậy? Có biết phép lịch sự không? Người lịch sự là khi thấy người ta ăn mình phải quay mặt đi chỗ khác. Nhìn nó đâu trong họng tôi vậy, muốn trô chui vô họng tôi luôn hay gì á? Giờ miệng là xấu lắm nghe chưa con? Ý quên anh, quên tưởng mấy đứa nhỏ nhà nó hay giờ miệng. Thì quay chỗ khác. Phải gây sốc cho thằng chả biết mùi, biết thế nào là lễ độ. Cưng có rảnh không? Chi vậy? Nhờ tí được không? Tí hay to gì cũng sẵn sàng phục vụ. Vậy thì tốt, có tiền lẻ không cưng? Chi vậy? Chạy mua giúp bịch nước cơ mía đi. Thôi, uống nước mía làm gì? Để anh chở em đến quán cà phê tụi mình uống luôn nghe. Không không, không cần rườm rà. Chi vậy, tới quán cà phê chi vậy? Vậy là tôi thích uống nước mía hơn à. Có đi được không? Thích thích, thích chiều à. Em à, em đến kia đứng cho kiếm cho nồi bóc mát. Đợi anh đi nha, đừng có đi đâu hết à. Trời, đi là anh về liền á. Trời ơi, ông hù tôi, hù tôi hả trời. Anh chạy gì vừa tới nghe chưa? Ông kệ tôi muốn đứng đâu tôi đứng. Tôi thích đứng phơi nắng vậy đó. Tôi thích tự hành hạ tôi. Nè, anh chạy vừa vừa thôi nha, mất công rồi tôi tốn tiền đi thăm nuôi anh à. Bữa nay tôi sẽ quần cho anh nhừ như là cháo để chung trả thù cái tội anh thất hẹn với tôi. Bắt tôi chờ dài cổ cò hả? Bèo, anh định biến tôi thành cò hả bèo? Được rồi, muốn thương thì khó chứ muốn ghét dễ lắm bèo à. Hôm nay em khoe cho anh thành con mèo giữ nhà chứ không phải là con bèo nữa. Em ơi, anh đã về, anh đã về, về tới bên em rồi đó. Trời ơi, anh gan quá à, cái gì anh cũng ca được á vậy. Anh đi mua nước hay là đi giật nước của người ta mà lẹ dữ vậy? Sao em nghĩ sao kỳ vậy? Mua chứ gì, có chuyện chôm nước người ta được. Uống đi. Gì đây? Uống đi. Gì vậy? Ừ. Gì vậy? Nước mía. Nước mía hay nước miếng? Mía đó. Phải uống không? Đi, uống đi. Nước mía gì mà trắng phiếu, trong veo bọt không vậy? Chắc có lẽ nước nhiều hơn mía. Thôi. Thôi, cái chuyện đó kệ nó đi. Em uống đi, uống cho đỡ khát thôi. Còn muốn uống nguyên chất một chút rồi đặng uống. Thôi, 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 không cần. Anh đừng có xạo. Tụi mình giờ đã chia tay rồi, đường ai nấy đi rồi ha. Đi rồi thì còn chở nhau đi cho nó vương vấn. Sao cuối cùng em cũng nói câu đó chi vậy cho đau lòng vậy Hương? Tôi mệt anh quá à, chứ giờ anh muốn gì? Hương cơ sao chúng mình không cùng chung lối, khi biết anh giờ vẫn còn thương em. Ngày xưa em hứa em thề, thề yêu anh mãi muôn đời, cơ sao chờ mà không thèm ngó anh. Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới, tôi ghét tôi xấu anh làm gì tôi, tại anh không đến nơi hẹn để người ta trông đứng trông ngồi, cổ người ta dài giống như cổ cò. Thôi em à, cái chuyện đó lỡ rồi, anh xin lỗi em đó. Cái chuyện anh trễ hẹn thì nó không có đáng đâu. Em đem cái chuyện đó mà em chia tay thì nó vô lý, vô lý. Làm gì vô lý? Chuyện nhỏ mà. Tôi nói cho anh biết nghe chưa, cha sanh mẹ đẻ tôi ra là con người bình thường, dễ thương. Tôi không có bị dị tật mà từ lúc tôi quen anh tới giờ cổ tôi tự động nó niễn ra. Là sao? Bây giờ không có nói cái gì nữa hết á. Anh nói cái chuyện trễ hẹn của anh, thức hẹn của anh là chuyện nhỏ hả? Đúng vậy, đúng vậy. Cái chuyện trễ hẹn để em chờ thì nó quá nhỏ so với những chuyện khác. Chẳng hạn như chuyện mua đồ, mua nhà, làm giấy tờ cũng phải bị trễ hẹn chứ. Cũng phải cho người ta chờ đợi một tháng hoặc hai tháng, nhiều khi chờ cả năm luôn kìa. Hoặc giả lại, chủ nó đi đòi tiền người mượn, đôi lúc cũng bị hẹn, thấy không? Mà hẹn thì phải chờ,
có khi chờ một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, nhiều lúc bị xù luôn. Em đâu có biết đâu. Những cái chuyện đó so với chuyện mình thì nó quá nhỏ đi. Chuyện mình nhỏ mà. Em thông cảm anh nghe. Mình không đi được bữa nay thì mai mình đi. Không đi được hôm nay thì hôm khác đi. Có gì đâu quan trọng mà em cứ gài vô cái chuyện đó hoài vậy Hương. Anh nói anh có lý do đúng không? Dạ. Ủa ơi. Ừ, vậy thì phải có lý do chính đáng đúng không? Ừ. Đâu lý do chính đáng? Thì lúc nào anh không chính đáng đâu. Không. Không gì? Beo, anh tưởng tôi là cưng kiều hả Beo? Tôi không có, anh muốn sởn lông tôi giờ nào anh sởn hả Beo? Không, tôi không phải là cưng kiều. Anh ra đó có quyền sởn lông tôi báo cho anh biết trước vậy đó. Tôi là tuổi dần, tôi cầm tinh con cọp. Beo hả? Bẻ đầu luôn chứ ở đó. Thương anh thôi, tôi thương anh tôi hả mới cúp móng vuốt lại, tôi thu móng vuốt, tôi chấp nhận làm cọp sở thú thôi. Chứ gặp người khác mà gian dối với tôi xem thử thì tôi xé ra, tôi xé cái làm đồ, tôi chấm nước muối, tôi ăn. Thôi, bình tĩnh đi. Cái chuyện không có đáng, đừng căng thẳng quá. Bây giờ anh nói em nè, anh biết lỗi anh rồi, cho anh hai cơ hội được không? Một cơ hội còn có, là xin hai cơ hội quá nhiều. Tôi đã nói rồi, xin lỗi tôi nhiều quá rồi, tôi hết tin anh rồi. Em ơi, em ráng tin anh một lần nữa đi em. Tại trước đây anh sắp xếp giờ giấc không có được chu đáo, cho nên để em phiền. Bây giờ anh suy tính kỹ lại rồi. Anh tính sao? Anh sẽ chia lịch đàng hoàng, chịu không? Chia lịch sao? À thì một tuần có 7 ngày. Vậy thì mỗi ngày trong tuần vào những ngày... Để coi. Ngày gì? Ngày 24/6 đưa em vào chơi Vũng Tàu, hoặc đi câu cá xem phim hay đi nhảy đầm, hoặc là vào quán uống ăn, hoặc là vào phố ngắm trăng. Muốn đi nơi nào thì anh cho tới thứ son chiều. Còn những bước khác anh đi cùng ai, đừng có gian dối tôi thì tôi sầu. Anh đi bạn bè vui đôi chút voi, bởi bạn anh no quá đông chúng, hay rủ nhậu nhậu hoài, nhậu ngày nhậu đêm. Trời ơi sao cứ ham ăn nhậu không thế này, đàn ông phải biết lo toan đi làm kiếm tiền. Cặp bồ đã 8-9 năm vậy mà vẫn cứ lang bang, muốn đi cưới giờ tiền đâu anh cưới nên tôi phải sầu. Tánh em lúc này thay đổi quá, mở miệng ra đòi sầu anh hoài à. Anh nói thiệt, em hết thương anh rồi phải không? Thương hả? Thương gì nổi mà thương hả anh? Một người chỉ biết ăn nhậu không à, chẳng có biết gì tương lai vậy trơn á. Rồi lấy anh về rồi vợ chồng kéo nhau đi móc bọc hả? Em yên tâm đi, gia đình anh giàu lắm. Giàu gì? Của mà như núi á, ăn nó cũng lỡ nữa chứ đừng có nói. Thôi đi anh ơi, hết rồi anh ơi. Em... Thôi, tình nghĩa đôi mình chấm hết anh ơi. Đừng kéo tôi chi cho đời em khổ. Đường anh phóng xe đi, đường em bước em đi. Kể từ giờ hai đứa ta đi. Hương, đừng nói những lời xa cách em ơi, đừng để cho anh phải buồn phải khóc, vì anh đây vẫn yêu em, dù em xấu xí như ma, anh chăn màn anh vẫn chung tình. Cảm ơn tấm chân thành anh dành cho tôi, nhưng tôi không thể vì thế mà tôi giết chết cuộc đời của tôi được. Thôi chào anh, chúc anh luôn luôn khỏe để có sức mà ăn nhậu với bạn bè. Dành biệt. Hương. Bèo. Hương ơi. Bèo. Em xù tôi rồi. Được. Xù thì xù. Làm dữ vậy. Trên đời này con gái còn nhiều lắm.
Chảnh với ta, thấy người ta thương quá làm mặt chảnh nè. Số thì số, cỡ như tôi á, tôi kiếm người yêu đâu có khó, đúng không? Được, xu đi, rồi cô sẽ khóc khẩn. Tôi sẽ lên mạng, tôi lên mạng, tôi nói cô bỏ tôi. Chịu khó đi, chịu khó kiếm tôi năn nỉ đi. Tôi sẽ lên mạng cho tụi bạn bè nó biết là con nhỏ này nó giật tiền tôi. Vậy đi. Tôi sẽ cho vô đường ADSL cho nó lẹ. À, tao trả thù mày. Đồ con chảnh. Hương ơi, có em nhà không? Hương ơi, ai vậy cà? Ai mà cái tiếng kêu vọng lên y như là âm phủ mà gọi hồn vậy trời? Ai đó? Vô đây. Anh nè. Ấy trời, trời, trời ơi, ghê quá. Ai vậy? Anh nè, người yêu bé bỏng em nè. Anh... mối tình đầu của em chứ ai? Mèo hả? Ờ. Phải không? 100%. Trời ơi, trời ơi, sao anh ghê quá vậy anh ơi? Nhìn anh như xác ướp Ai Cập trở về vậy đó. Sao đâu nông nổi này vậy? Tai nạn. Tai nạn? Giao thông. Bị khi nào, lâu chưa? 1 tháng rồi. Vào cái ngày em đòi xù anh đó, anh buồn quá, anh đã rủ bạn bè ra quán nhậu tâm sự. Ngồi tâm sự, hai đứa anh chơi hết 2 lít đế gò đen. Rồi sau đó khi chia tay, anh lên xe về nhà. Trên đường gió hiu hiu, anh không để ý đến đôi mắt mình nữa. Khi nó sụp xuống, rồi anh tỉnh dậy, anh thấy mọi người nằm chung quanh anh đều không còn nguyên vẹn. Anh bị sút tay gãy gọng rồi em mà. Anh ơi, vậy đầu óc anh có bị sao không anh? Cái cổ anh có sao không? Đầu thì không sao, chưa đến đôi nào nứt đâu. Chỉ có buồn là buồn đôi tay thôi. Tay sao? Và cặp giò. Cặp giò sao? Bác sĩ nói một câu nghe buồn lắm. Bác sĩ nói sao anh? Xong để ăn thôi. Không làm gì được hết. Trời ơi, vui lắm sao cười? Em khóc mà. Bây giờ biết hối hận rồi à? Anh ơi, sao anh bị nặng quá mà anh không báo cho em biết? Có báo, nhưng mà anh nghĩ lại, khi em nói chia tay rồi, nói chi nữa? Câu nói anh đâu còn ý nghĩa gì nữa Hương. Vậy hả? Vậy cảm ơn anh. Anh biết vậy thôi rồi anh tới đây làm gì nữa? Anh mương kia ẩm anh lại đây. Thằng hãng kế nhà, anh mướn 50.000, nó ẩm anh, nó đứng ngoài kia nó đợi kìa. Em biết không, anh đến đây để gặp em lần cuối, xin em tha thứ cho anh. Hơn cả tháng nay anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Trời ơi, tôi không có quê anh mà tôi quê cái thằng ẩm tới đó. Cái thằng nó ở không lắm phải không? Thằng hãng là thằng nào? Anh nói tôi đi đây. Chẻ đầu nó ra. Nghĩ sao có 50 ngàn mà nó cũng ẩm anh được nữa, cái thằng đó. Thôi, cái chuyện của người ta mà. Tôi quê chứ. Nó rảnh ẩm anh tới đây làm gì? Ám tôi hả? Nói chuyện chung mình đi. Đừng cả tháng này rồi. Tôi nói nè, cả tháng này không nhậu, sao không có thời gian suy nghĩ? Gì? Hả? Sao không nói với vấn đề? Em nói gì? Nào sao không nói đi, nói toàn là tay chân không vậy? Trời, cái gì vậy trời? Hả? Té rồi anh điên hả? Tôi hỏi anh á, anh nói là hơn cả tháng nay anh đã suy nghĩ rất kỹ. Rồi anh suy nghĩ rồi, cả tháng nay rồi anh suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái gì? Là cái gì? Hả? Trời ơi, tay chân, đầu cổ, cái nỗi gì? Bây giờ tôi vô vấn đề rồi nè. À. Cả tháng anh nằm ở nhà đúng không? Ừ. Anh thấm thía hết những lời tôi nói rồi đúng không? Ừ. Nhậu nhẹt, bê tha, đồ gì, rồi hại bản thân chứ gì? Ừ. Anh sẽ đi làm và cưới vợ đúng không?
Anh cưới vợ, anh cưới ai? Anh cưới vợ hồi nào? Anh cưới ai? Ừ, anh cưới ai? Anh cưới em mà. Cưới tôi. Ừ. Cưới tôi. Ờ, phải không? Đừng có từ chối nghe. Ờ... Em đừng... Đừng buông câu chia ly cho tan nát lòng anh. Từ khi xa em anh thấy rất buồn đau. Ngày đêm anh tương tư do thương nhớ bóng hình em. Anh mong gặp em nào hãy nói. Trời ơi, tôi... Nói đi em anh, nói tiếng yêu anh để cho anh nhập viện. Bình tĩnh anh ơi. Thôi chết rồi. Lúc mà anh chưa té anh hát hay lắm. Té xong giờ cái dây hát anh nó đứt luôn hay sao anh ơi. Đứt cộng số 3. Trời ơi, nó đâm ban quá. Không có vô dây nào hết trơn á. Được nghe anh nói yêu thương á là em vui rồi, nhưng mà anh phải biết lo làm ăn. Từ nay á không có say xưa, không có hứa lèo. Hẹn tôi rồi anh bỏ tôi đó, anh đi nhậu. Xong anh về anh nói là anh cắn đinh ha. Rồi anh nói đủ tiền hết trơn á. Nè, nè tôi nói cho anh biết nha chưa. Anh hẹn, hẹn tôi á đi đâu á, nói đâu là phải chắc như đinh đóng cột, anh hiểu không? Như thế anh mới rinh tôi được nghe chưa. Vậy à? Ừ. Anh tỉnh rồi. Anh nối dây lại được rồi. Anh xin hứa anh sẽ không làm phật lòng em nữa. Hứa. Hứa đi. Anh hứa gì? Hứa gì? Mà bây giờ phải hứa làm sao? À, em ơi, anh nói thiệt với em. Sao? Anh đã thưa với ba má anh về chuyện chúng mình rồi. Chứ vậy? Tháng sau, chỉ một tháng nữa thôi, anh sẽ đưa ba má anh qua nhà em. Trời ơi trời, sao anh... gấp dữ vậy anh? Chậm chứ gấp gì. Tụi mình quen nhau cũng đã mấy năm rồi chứ đâu có ít. Và lại người ta nói cưới vợ thì cưới liền tay, để nó lâu ngày thằng khác nó rinh. Mà đầu cổ anh vậy rồi, tay chân anh vậy rồi sao? Không sao. Hai ngày nữa là bác sĩ cưa băng ra rồi. Trừng nghi quá, nè biết có thiệt không hay tự không, lấy băng. Anh sẽ giữ vậy? Bột lại để làm bánh canh. Nè, tôi hỏi nè. Thôi cũng được đi, tôi cũng chịu lấy anh đi. Rồi sao thì cưới về anh làm gì? Thì ban ngày anh đi làm. Còn ban đêm? Ban đêm anh cũng làm. Làm gì? Dạ. Dạ không. Biết rồi, ngồi rồi. Đấy. Tôi không có giỡn đâu nghe, tôi hỏi thiệt. Lúc này kỳ quá, cái não nhức đầu quá. Khùng á. Làm gì, tôi không có giỡn á. Làm ăn phải có kế hoạch. Kế hoạch, có chứ dĩ nhiên rồi. Anh tính rồi, ban ngày đi làm, ban đêm anh mở quán nhậu, kiếm thêm. Mở quán nhậu kiếm thêm hay để mở quán nhậu cho anh nhậu? Trời ơi, anh không có nhậu nữa. Anh thấy thiên hạ lúc này nhậu dữ lắm. Mình mở quán nhậu, giàu lắm em ơi. Bạn bè anh đông lắm. Tụi nó mà biết anh mở quán á, nó kéo tới nườm nượp luôn á. Tôi biết ngay mà. Anh mở quán nhậu ha, xong mà bạn bè anh tới, xong mà kéo nhau nhậu chung cái ổng chưa cái tiện luôn gì. Khỏi đi xa cái gì. Cái chuyện đó thì đó kìa. Bây giờ về nào mà không có khách thì mình mới ngồi chung để có tụ để nhậu tiếp tụi nó chứ. Dẹp. Đó, thấy không? Không có cưới hỏi gì hết trơn á, dẹp. Thôi, đừng giận mà. Nó chơi thôi giận hoài à. Vậy thôi anh không mở quán nhậu đâu. Sau khi cưới em về đó, anh sẽ nói với ba má anh giao cho vợ chồng mình cai quản cái cửa hàng điện tử. Phải không? Em nói trước rồi nha. Ừ. Không phải là em cấm đoán không cho anh chơi với bạn bè nha. Nhưng mà nhậu có lúc có nơi chứ không phải bạ đâu nhậu đó nha. Giờ nào cũng nhậu là không được đó nha. Anh hiểu. Anh chỉ nhậu những cái đám tiệc thôi, cũng như là đám giỗ, đám thôi nôi, đám hội, đám cưới, đám đầy tháng. Được không? Đám ma dám nhậu lắm à. Thì nếu người ta mời. Trời ơi. Ôi. Đám ma người ta buồn rủ rượi mà có vui sướng gì đâu mà cũng nhào vô nhậu. Trời ơi, em không hiểu ra vậy mà cái chỗ này nhậu ngon lắm. Nhậu dữ lắm, có khi đó là ăn cũng được nữa, rồi có văn nghệ coi vui lắm. Thôi đi, tôi bó tay anh rồi. Vậy còn dịp nào nữa đâu mà không nhậu. Cái dịp gì anh cũng gà vô anh nhậu được hết à. Nhiều à nha. Còn nhiều dịp là nghe. Chẳng hạn như khai trương cửa hàng, tân gia, tết tây, tết ta. Nói không? Cúng cô hồn. Nếu nhậu thì thiếu gì ngày nhậu. Thôi
Thôi vậy mấy ông tốn thời gian nhiều qua chuyện nhậu quá lấy vợ gì làm gì. Bởi vậy làm đàn ông khổ lắm. Tôi giái trời cho kiếp sau tôi làm. Làm gì? Làm gì thì tùy ổng tính. Làm đàn bà cũng khổ à. Anh làm hai hai ở giữa đó cho nó sướng. Thôi được rồi, anh muốn nhậu cứ nhậu đi, tôi không có cấm. Nhưng uống á, thì phải uống cho nó vừa phải thôi. Uống để mà rồi giao tiếp, chứ không phải uống vô để say sưa bét nhè đó. Rồi mất tư cách, mất thể diện. Rồi lái xe rồi hậu quả là thấy gớm đây nè. Anh hiểu rồi, đừng dạy anh nữa mà. Bây giờ nè, anh sẽ uống có chừng mực để còn tỉnh táo làm chủ bản thân, được không? Sẵn đây anh muốn mời em đi ăn. Ăn gì? Lẩu cày. Cái gì? Lẩu cày. Ăn lẩu? Được, nhưng mà ăn lẩu phải uống trà đá nè. À, nhưng nếu uống rượu bia. Nếu uống rượu bia hả thì tiêu với tôi chứ à, sao? Tôi bẻ bột anh bây giờ luôn nè. Thôi, lấy bột ra luôn. Ăn thôi không uống được không? Ăn bánh canh phải không? Bây giờ tôi lấy bột nấu bánh canh ra ăn nè. À, vậy đó, cũng làm dữ đó à. Tôi biết là làm sao cho anh nhậu bánh canh. Làm sao bỏ đưa bột đây.